Xin chào mừng các bạn đến với video thuộc chủ đề số 4 và thuộc bộ video số 41 của kênh Ruby Show. Trong video hôm nay, trong bài viết sẽ đề cập đến những vấn đề sức khỏe mà trẻ em thường gặp lúc giao mùa. Bây giờ đang là thời điểm chuyển tiếp giữa mùa đông và mùa xuân ha. Chúng ta đang đi về những ngày cuối năm của năm 2023 rồi, có nghĩa là đang chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân. Cũng là lúc mà thời tiết chuyển từ lạnh sang ấm, nóng thì trẻ em sẽ dễ gặp những vấn đề sức khỏe có thể gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến việc học tập cũng như là sinh hoạt vui chơi của chúng, như là sốt, cảm cúm, nhiễm khuẩn đường hô hấp, vân vân. Bài viết trong video hôm nay sẽ đề cập đến 6 vấn đề sức khỏe hay 6 bệnh mà trẻ em thường bị nhất lúc giao mùa như thế này. Đối với mỗi bệnh thì tất nhiên là bác sĩ đều sẽ đưa ra những nguyên nhân cũng như là cách điều trị, những phương pháp chữa phù hợp. Mình mong rằng các bạn sẽ ghi nhớ những kiến thức này ha, và nhất là những bạn đang làm cha mẹ thì càng phải nên nhớ nó và thực hành nó trên con hàng ngày để cho bảo vệ sức khỏe của trẻ em trong suốt thời kỳ chuyển giao giữa mùa này và mùa khác nha. Bài viết trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là 6 vấn đề sức khỏe trẻ thường gặp lúc giao mùa. Mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là 6 common health problems children encounter during the change of seasons. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 2 của video này nhé. 6 vấn đề sức khỏe trẻ thường gặp khi giao mùa. Sốt, cảm lạnh, cúm, nhiễm khuẩn đường hô hấp là những vấn đề sức khỏe mà trẻ thường gặp lúc giao mùa. Mỗi bệnh sẽ có những cách điều trị khác nhau. Sự dao động của nhiệt độ diễn ra nhanh làm cho hệ miễn dịch vốn đã non yếu của trẻ càng yếu hơn và dễ bị tấn công bởi các loại virus, vi khuẩn. Theo các chuyên gia, 6 bệnh lý và vấn đề sức khỏe trẻ thường gặp nhất vào lúc giao mùa bao gồm: cảm lạnh. Trẻ nhỏ thường bị cảm lạnh từ 6 đến 8 lần một năm. Cảm lạnh gây ra các triệu chứng như nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, ho, vân vân, kéo dài từ 2 đến 3 ngày, cũng có thể từ 5 đến 7 ngày rồi giảm dần. Do triệu chứng của cảm lạnh gần giống các triệu chứng của COVID-19. Phụ huynh nên cho con đi xét nghiệm khi nghi ngờ để có hướng điều trị phù hợp. Với triệu chứng nghẹt mũi, không khí khô làm tình trạng tắc nghẽn trở nặng hơn, cha mẹ có thể giúp trẻ bằng cách bật máy tạo độ ẩm trong phòng khi trẻ ngủ, cho con uống đủ nước bằng cách khuyến khích trẻ uống sữa, uống nước ép trái cây hoặc từng ngụm nước lọc nhỏ, dùng tinh dầu xông trong nhà để giảm nghẹt mũi cho trẻ. Cúm, loại virus này lan truyền nhanh chóng qua các nhà trẻ và gia đình. Trẻ bị nhiễm bệnh sẽ cáu kỉnh, mất hứng thú chơi đùa, chán ăn. Cúm cũng có thể khiến trẻ bị sốt kèm theo các triệu chứng sổ mũi, ho, nghẹt mũi. Cơn sốt liên quan đến cúm có thể kéo dài 3 đến 7 ngày. Phụ huynh có thể chăm sóc con bằng cách cho trẻ uống nhiều nước, theo dõi dấu hiệu ho nặng, khó thở, tìm hiểu kiến thức về cúm để biết khi nào nên và không nên cho con nhập viện. Để ngăn ngừa cúm cho trẻ, cha mẹ nên cho con tiêm vaccine cúm khi trẻ trên 6 tháng tuổi. Virus hợp bào hô hấp RSV. RSV là một loại virus phổ biến ảnh hưởng đến phổi và đường hô hấp, làm tổn thương đường hô hấp và hệ miễn dịch của trẻ. Đa số trẻ khi mắc virus hợp bào hô hấp sẽ phục hồi như bình thường sau khi điều trị, nhưng có một số trẻ có thể gặp biến chứng do RSV. Triệu chứng của RSV thường bắt đầu giống như cảm lạnh. Đến ngày thứ 3, trẻ nhiễm virus này sẽ ho dữ dội và thở khò khè. Các triệu chứng này thuyên giảm sau một vài ngày, nhưng cơn ho có thể kéo dài đến 2 tuần. Khi xác định trẻ mắc virus hợp bào RSV, cha mẹ nên chuẩn bị máy tạo ẩm phun sương mát để đảm bảo không khí trong nhà không quá khô. Cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi trẻ sốt trên 38,5 độ, bổ sung thêm chất lỏng điện giải để tránh mất nước. Sốt là dấu hiệu tiềm ẩn báo hiệu trẻ đang ốm. Trẻ có thể sốt
do nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng tay, cảm lạnh, cúm, mọc răng hoặc có thể là phản ứng với vaccine. Khi trẻ sốt dưới 38,5 độ, cha mẹ có thể áp dụng một số biện pháp không cần dùng thuốc như chườm ấm, lau người, nới rộng quần áo cho trẻ, khuyến khích trẻ bú và ăn uống như bình thường. Khi trẻ sốt trên 38,5 độ, nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt. Những trường hợp trẻ sốt nhiều ngày không hạ, không đáp ứng thuốc hạ sốt, cha mẹ nên cho con đến cơ sở y tế gần nhất để tránh các biến chứng không mong muốn xảy ra. Viêm tai giữa. Giao mùa thường là thời điểm trẻ dễ bị nghẹt mũi, sổ mũi. Trong khi viêm tai giữa thường là kết quả của nhiễm trùng cổ họng, miệng hoặc mũi trước đó đã di chuyển và tồn tại trong tay. Viêm tai giữa xảy ra do vi khuẩn và virus. Trẻ bị viêm tai giữa thường cáu gắt, kéo tay, sốt, mệt mỏi, quấy khóc. Các triệu chứng sẽ khỏi sau 3 đến 5 ngày mà không dùng kháng sinh. Tuy nhiên, có một số trường hợp nặng, trẻ cần nhập viện để điều trị theo phác đồ. Viêm tai giữa nghiêm trọng nếu không được điều trị có thể dẫn đến thủng màng nhĩ và viêm tai giữa lặp đi lặp lại gây mất thính giác. Cha mẹ có thể giúp trẻ giảm một số triệu chứng viêm tai giữa tại nhà bằng cách cho trẻ súc miệng bằng nước muối, chườm ấm vào tay, dạy trẻ thở bằng tay. Bạn cũng có thể dùng máy xông hơi nước trong phòng tắm cho trẻ bằng vòi hoa sen hoặc trong bồn nước ấm để giúp giảm các triệu chứng viêm, đau do viêm tai ở trẻ. Tiêu chảy. Tiêu chảy thường do virus gây ra nhưng nhiễm trùng do vi khuẩn, dị ứng, không dung nạp thực phẩm cũng có thể là nguyên nhân. Khi giao mùa, trẻ em có nguy cơ bị tiêu chảy cao hơn. Bệnh thường kéo dài từ 5 đến 10 ngày. Trẻ bị tiêu chảy thường bị mất nước, nôn. Vì vậy, cha mẹ nên chú ý đến việc bù nước cho con. Cho con uống nước điện giải, nước lọc thay vì nước ép trái cây và sữa. Cho con ăn uống bình thường nhưng ưu tiên đồ loãng, mềm. Six common health problems children encounter during the change of seasons. Fever, cold, flu, and respiratory infections are health problems that children often encounter during the changing seasons, and each disease will have different treatments. Rapid fluctuations in temperature make children unready. Weak immune system even weaker and more susceptible to attacks by viruses and bacteria. According to experts, disease most common diseases and health problems in children during the changing seasons include as follows. Colds. Young children usually get colds 6 to 8 times a year. Colds cause symptoms such as stuffy nose, runny nose, sneezing, cough, etc., lasting 2 to 3 days, maybe 5 to 7 days, and then gradually decrease. Because the symptoms of a cold are similar to those of COVID-19, parents should have their children tested when in doubt to get appropriate treatment. With symptoms of stuffy nose, dry air makes them worse. Parents can help children by turning on a humidifier in the room while they sleep, give them enough water by encouraging them to drink milk, fruit juice, or small sips of water. Use essential oils in the home to reduce nasal congestion in them. Flu. This virus spreads quickly through daycares and homes. Children with this disease will be irritable, lose interest in playing, and lose appetite. Flu can also cause children to have a fever along with symptoms of runny nose, cough, and stuffy nose. Flu-related fever can last 3 to 7 days.
parents can take care of their children by giving them plenty of water, monitoring for signs of severe cough and difficulty breathing, and learning about flu to know when to take them to the hospital. To prevent flu in children, parents should have their children vaccinated against flu when they are over 6 months old. Respiratory syncytial virus, RSV. RSV is a common virus that affects the lungs and respiratory tract, damaging a child's respiratory tract and immune system. Most children with respiratory syncytial virus will recover as normal after treatment, but some other children may experience complications from RSV. Symptoms of RSV often start like a cold. By day 3, children infected with this virus will cough violently and wheeze. These symptoms improve after a few days, but the cough can last up to 2 weeks. When determining that a child has RSV, parents should prepare a cool mist humidifier to ensure the air in the house is not too dry. Give him or her a fever reducer when his or her fever is over 38.5 Celsius degrees. Add extra fluids and electrolytes to avoid dehydration. Fever is a potential sign that your child is sick. Children can have a fever due to many reasons, such as ear infections, colds, flu, teething, or possibly a reaction to a vaccine. When a child's fever is below 38.5 Celsius degrees, his or her parents can apply some non-medicinal measures, such as applying warm compresses, wiping his or her body, loosening his or her clothes, and encouraging him or her to breastfeed or eat and drink as usual. When a child's fever is over 38.5 Celsius degrees, he or she should be given fever reducing medicine. In case where a child's fever does not subside for many days or does not respond to fever reducing medication, his or her parents should take him or her to the nearest medical facility to avoid unwanted complications. Otitis media, the change of season, is often a time when children are susceptible to stuffy or runny noses, while otitis media is often the result of a previous infection of the throat, mouth, or nose that has migrated and lingered in the ear. Otitis media occurs due to bacteria and viruses. Children with otitis media are often irritable, pull their ears, have fever, fatigue, and fussiness. These symptoms will resolve in 3 to 5 days without antibiotics. However, there are some severe cases where children need to be hospitalized for treatment according to the regimen. Severe otitis media, if left untreated, can lead to perforated eardrums and repeated otitis media, causing hearing loss. Parents can help children reduce some of the symptoms of otitis media at home by letting them gargle with salt water, applying warm compresses to their ears, and teaching them to breathe through their ears. You can also use a steam generator in the room, bathe children in the shower, or in a warm bath to help reduce symptoms of inflammation and pain caused by ear infections in children. Diarrhea is often caused by a virus
but bacterial infections, allergies, and food intolerances can also be causes of this condition. When the seasons change, children are at higher risk of diarrhea. The illness usually lasts 5 to 10 days. Children with diarrhea often become dehydrated and vomit. Therefore, parents should pay attention to dehydrating their children, giving them electrolyte drinks and filtered water instead of fruit juice and milk, and feeding them normally, but prioritize thin, soft foods. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2, và tiếp theo mình cũng như các bạn sẽ cùng bước vào phần số 3 là phần từ vựng của video này nhé. Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, chúng ta có danh từ là fluctuation. Ngoài ra thì nếu như các bạn đọc từ này là fluctuation thì cũng đúng nha. Và cả hai cách đọc này thì chúng ta đều nhấn ở âm 3 nhé. Danh từ này có nghĩa là sự dao động hoặc sự lên xuống hoặc sự thay đổi bất thường. Từ số 2, chúng ta có tính từ là rapid. Nhấn âm 1. Tính từ này có hai nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là nhanh hoặc nhanh chóng hoặc mau lẹ. Và nghĩa số 2 là đứng hoặc rất dốc. Nghĩa này thường dùng để nói về đường dốc hay con dốc. Từ số 3, chúng ta có tính từ là susceptible. Mình xin đọc lại từ này là susceptible. Nhấn âm 2, tính từ này có 3 nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là dễ bị hoặc dễ mắc hoặc dễ bị ảnh hưởng hoặc dễ bị tổn thương. Nghĩa số 2 là nhạy cảm hoặc dễ xúc cảm hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Mình sẽ đọc lại nghĩa số 2 của từ này là nhạy cảm hoặc dễ xúc cảm hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Và nghĩa số 3 là có thể chịu đựng hoặc có thể được. Từ số 4, chúng ta có động từ là sneeze, có nghĩa là hắt hơi. Từ số 5, chúng ta có danh từ là sheep. Ngoài ra thì nếu như các bạn đọc từ này là sheep thì cũng đúng nha. Danh từ này có hai nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là sự nhấp nháp hoặc việc uống từng ngụm. Mình xin đọc lại nghĩa số 1 của từ này là sự nhấp nháp hoặc việc uống từng ngụm. Và nghĩa số 2 là ngụm hoặc hớp. Từ số 6, chúng ta có danh từ là congestion. Mình xin đọc lại danh từ này là congestion. Danh từ này có hai nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là sự đông nghịt hoặc sự tắc nghẽn. Mình sẽ đọc lại nghĩa số 1 của từ này là sự đông nghịt hoặc sự tắc nghẽn. Và nghĩa số 2 là sự sung huyết hoặc sự tắc hoặc sự nghẹt trong y học. Trong phần số 2 vừa rồi thì mình đọc từ này chưa chính xác lắm. Mình xin đọc lại từ này là congestion. Và đó mới là cách đọc chính xác của từ này nhé. Từ số 7, chúng ta có tính từ là nasal, nhấn âm 1. Tính từ này có nghĩa là thuộc mũi. Từ số 8, chúng ta có danh từ là daycare, nhấn âm 1. Danh từ này có nghĩa là nhà trẻ. Mình xin đọc lại nghĩa của nó là nhà trẻ. Từ số 9, ở đây thì chúng ta có 3 danh từ có cùng nghĩa với nhau. Hai danh từ đầu tiên được đọc là flu, và danh từ số 3 được đọc là influenza. Mình xin nói lại là hai danh từ đầu tiên được đọc là flu và danh từ số 3 được đọc là influenza. Nhấn âm 3 nhé. Và cả 3 danh từ này cùng có nghĩa là bệnh cúm trong y học. Mình xin nói lại là cả 3 danh từ này cùng có nghĩa là bệnh cúm trong y học. Và mình cũng xin đọc lại cách đọc của hai danh từ đầu tiên là flu và danh từ số 3 là influenza. Nhấn âm 3 nhé. Từ số 10, chúng ta có động từ là vaccinate, nhấn âm 1. Động từ này có nghĩa là
chủng ngừa hoặc tiêm chủng trong y học. Mình xin đọc lại nghĩa là chủng ngừa hoặc tiêm chủng trong y học. Từ số 11, chúng ta có tính từ là syncytial. Nhấn âm 2, tính từ này có nghĩa là thuộc thể nguyên hình hoặc hợp bào hoặc hỗn bào trong sinh học. Từ số 12, chúng ta có danh từ là complication. Mình xin đọc lại là complication. Ngoài ra thì nếu như các bạn đọc từ này là complication thì cũng đúng nha. Và hai cách đọc này thì chúng ta đều nhấn ở âm 3 nhé. Danh từ này có hai nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là sự phức tạp hoặc sự rắc rối. Mình xin đọc lại nghĩa số 1 là sự phức tạp hoặc sự rắc rối. Và nghĩa số 2 là biến chứng trong y học. Từ số 13 chúng ta có trạng từ là violently. Nhấn âm 1, trạng từ này có nghĩa là mãnh liệt hoặc dữ hoặc kịch liệt hoặc dữ dội. Mình xin đọc lại trạng từ này là violently. Từ số 14, chúng ta có động từ là wheeze, có 4 nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là thở khò khè trong y học. Nghĩa số 2 là kêu khùng khục. Nghĩa số 3 là kêu vu vu hoặc kêu vo vo. Và nghĩa số 4 là nói trong khi thở khò khè hoặc hát trong khi thở khò khè. Từ số 15, ở đây thì chúng ta có cụm danh từ được cấu tạo bởi một tính từ ở đầu tiên và hai danh từ ở phía sau. Từ đầu tiên đọc là cool, từ số 2 được đọc là mist và từ số 3 được đọc là humidifier. Trong đó thì ở danh từ số 3 là humidifier thì chúng ta nhấn ở âm 2 nhé. Cụm từ này có nghĩa là máy tạo ẩm phun sương mát. Từ số 16, ở đây thì chúng ta cũng có một cụm danh từ được cấu tạo bởi hai danh từ. Từ đầu tiên đọc là fever, nhấn âm 1, và từ số 2 đọc là reducer, nhấn âm 2. Ngoài ra thì ở từ số 2, nếu các bạn đọc nó là reducer thì cũng đúng luôn nha. Và cũng được nhấn ở âm 2 luôn nhé. Cụm danh từ này có nghĩa là thuốc hạ sốt. Từ số 17, chúng ta có danh từ là electrolyte. Mình xin đọc lại, danh từ này là electrolyte, nhấn âm 2. Danh từ này có nghĩa là chất điện phân hoặc chất điện giải. Từ số 18, chúng ta có danh từ là dehydration. Ngoài ra thì nếu như các bạn đọc từ này là dehydration thì cũng đúng luôn nha. Và cả hai cách đọc này thì chúng ta đều nhấn ở âm 3 nhé. Danh từ này có nghĩa là sự mất nước hoặc sự khử nước trong hóa học. Mình xin đọc lại nghĩa của từ là sự khử nước hoặc sự mất nước trong hóa học. Từ số 19, chúng ta có danh từ là ti đình. Mình xin đọc lại từ này là ti đình, nhấn âm 1. Danh từ này có nghĩa là sự mọc răng. Từ số 20, ở đây thì chúng ta có một cụm động từ. Từ tu đầu tiên thì các bạn biết rồi ha. Động từ số 1 được đọc là apply, nhấn âm 2. Và danh từ cuối cùng được đọc là compresses, nhấn âm 2 luôn. Và cụm động từ to apply compresses này có nghĩa là chườm. Mình xin đọc lại cụm từ này là to apply compresses. Từ số 21, chúng ta có động từ là loosen. Ngoài ra thì từ này còn có một cách đọc khác là loosen. Và cả hai cách này thì chúng ta đều nhấn ở âm 1 hết nha. Động từ này có 3 nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là nới ra hoặc nới lỏng. Nghĩa số 2 của từ này là xới cho đất xốp lên hoặc làm cho đất tơi ra.
và nghĩa số 3 là lỏng ra hoặc giãn ra hoặc lơi ra hoặc lông ra. Từ số 22, chúng ta có động từ là subside, nhấn âm hay. Động từ này có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là rút xuống hoặc rút bớt. Nghĩa này thường dùng để nói về nước lụt. Nghĩa số 2 là lún xuống. Mình xin đọc lại nghĩa số 2 của từ này là lún xuống. Lún xuống. Mình sẽ đọc lại nghĩa số 2 của từ này một lần nữa nhé, là lún xuống. Nghĩa này thường dùng để mô tả nền nhà hay sàn nhà. Nghĩa số 3 là ngớt hoặc giảm hoặc bớt hoặc lắng đi. Nghĩa số 4 là chìm xuống. Nghĩa này thường dùng để nói về tàu thủy. Nghĩa số 5 là lăn xuống hoặc đóng cặn. Và nghĩa số 6 là ngồi phịch xuống. Nghĩa này thường dùng để mô tả người. Từ số 23, chúng ta có cụm danh từ được cấu tạo bởi hai danh từ. Danh từ số 1 được đọc là otitis, nhấn âm 2. Và danh từ số 2 được đọc là media, nhấn âm 1. Mình xin nói lại là danh từ số 1 đọc là otitis, nhấn âm 2. Và danh từ số 2 được đọc là media, nhấn âm 1. Cụm danh từ này có nghĩa là viêm tai giữa trong y học. Từ số 24, ở đây thì chúng ta có hai động từ có cùng nghĩa. Và cả hai động từ này cùng được đọc là hospitalize, nhấn âm 1. Động từ này có nghĩa là đưa vào bệnh viện hoặc cho nhập viện. Mình xin đọc lại nghĩa của nó là đưa vào bệnh viện hoặc cho nhập viện. Mình xin đọc lại. Cách đọc của cả hai động từ này là hospitalize. Và hai động từ này đều được đọc giống như vậy hết nhé. Từ số 25, chúng ta có danh từ là regimen. Ngoài ra thì từ này còn có một cách đọc khác là regimen. Và cả hai cách này thì chúng ta đều nhấn ở âm 1 nhé. Danh từ này có 3 nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là chế độ ăn uống hoặc chế độ dinh dưỡng hoặc phác đồ trong y học. Nghĩa số 2 là quan hệ chi phối giữa các từ trong ngôn ngữ học. Và nghĩa số 3 là chế độ hoặc chính thể. Từ số 26, chúng ta có động từ là perforate, nhấn âm 1. Động từ này có 3 nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là đục lỗ hoặc khoan hoặc khuét hoặc đục thủng. Nghĩa số 2 là đục hoặc tạo răng cưa. Mình xin đọc lại nghĩa số 2 của từ này là đục hoặc tạo răng cưa. Mình sẽ đọc lại nghĩa số 2 của từ này một lần nữa nhé, là đục hoặc tạo răng cưa. Và nghĩa số 3 là xuyên vào hoặc xuyên qua. Vừa rồi trong phần 2 thì mình đọc từ này chưa chính xác lắm. Mình xin đọc lại từ này cho chính xác là perforate nhé, nhấn âm 1. Từ số 27, chúng ta có danh từ là eardrum. Mình xin đọc lại danh từ này là eardrum, nhấn âm 1. Danh từ này có nghĩa là màng nhĩ. Từ số 28, chúng ta có động từ là goggle, nhấn âm 1. Động từ này có nghĩa là súc miệng hoặc súc họng. Từ số 29, chúng ta có một cụm danh từ được cấu tạo bởi hai danh từ. Danh từ số 1 đọc là steam và danh từ số 2 đọc là generator. Mình xin đọc lại danh từ số 2 của cụm từ này là generator, nhấn âm 1. Cụm danh từ này có nghĩa là máy xông hơi nước hoặc máy xông hơi. Mình xin đọc lại nghĩa của nó là máy xông hơi nước nhé. Từ số 30, chúng ta có danh từ là bath. Có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự tắm rửa. Nghĩa số 2 là chậu tắm hoặc bồn tắm. Nghĩa số 3 là nước tắm, tức là nước được cho vào bồn tắm sẵn sàng để dùng để tắm. Nghĩa số 4 là chất lỏng được dùng để nhúng một vật nào đó theo cách xử lý hóa học và công nghiệp. Mình xin đọc lại nghĩa số
4 của từ này là vật chứa chất lỏng được dùng để nhúng một vật nào đó theo cách xử lý hóa học hay công nghiệp, hoặc vật chứa chất lỏng được dùng để ngâm một vật nào đó theo cách xử lý hóa học hay công nghiệp. Và nghĩa số 5 là bể bơi trong nhà hoặc nhà tắm. Mình xin đọc lại nghĩa số 5 của từ này là bể bơi trong nhà hoặc nhà tắm. Từ số 31, ở đây thì chúng ta có hai danh từ có cùng cách đọc và nghĩa. Cả hai từ này đều được đọc là diarrhea, nhấn âm 3, và chúng cùng có nghĩa là bệnh tiêu chảy trong y học. Từ số 32, chúng ta có động từ là dehydrate. Mình xin đọc lại từ này là dehydrate, nhấn âm 3. Động từ này có nghĩa là làm mất nước hoặc khử nước trong hóa học. Và từ số 33 là động từ vomit, nhấn âm 1. Động từ này có 4 nghĩa như sau. Nghĩa số 1 là nôn hoặc mửa. Nghĩa số 2 là tuôn ra hoặc khạc ra hoặc phun ra. Nghĩa số 3 là nói ra hoặc chia sẻ ra hoặc tuôn ra. Và nghĩa số 4 là bị buồn nôn hoặc bị mửa. Phần từ vựng số 3 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi các bạn xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này, thì bên cạnh việc các bạn biết thêm những kiến thức về các từ vựng Anh ngữ mới thì sẽ biết thêm được về những bệnh mà trẻ em thường gặp lúc giao mùa. Từ đó các bạn biết được nguyên nhân và cách điều trị của từng bệnh, để cho những bạn, nhất là những bạn đang có con nhỏ, lưu ý và áp dụng nó đối với con mình để bảo vệ sức khỏe cho con trong suốt mùa chuyển giao nha. Nhất là trong mùa mà chuyển từ lạnh sang ấm như là bây giờ ha. Cũng vài ngày nữa là Giáng sinh rồi, thì mình cũng chúc các bạn là có một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân. Sau đó sẽ có một năm mới thật là nhiều thành công, niềm vui và hạnh phúc nhé. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi một lời tri ân chân thành đến các bạn và chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống nha. Nếu như các bạn cảm thấy thích, ấn tượng và hứng thú với video này thì các bạn vui lòng thích, chia sẻ nó và đăng ký kênh để có thể cập nhật và ủng hộ những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.